Tại sao biết bao nhiêu lần ta phối hợp các màu lại với nhau mà chúng đều không hài hòa? Dũng cảm chiến đấu cho đại nghĩa, cho tình
nên lạnh lẽo và đặc biệt đó là màu xương. Các cô gái ai cũng muốn quẹt lên mỏ. Thần xí soạn là của ốc thanh dân đó. Em xài son của tôi đó, thấy đẹp ghê hơn. Nhìn đây. Một phút quảng cáo đã hết. Đi vô. Ta mới là màu quan trọng. Bởi vì sao? Đây, cây xanh. Nếu không có cây xanh thì các người sẽ không có oxy để thở. Dễ mất lâu này, xích qua một bên coi. Nhưng mà chưa có hết đâu nha. Rau xanh có chất diệp lục. Chất diệp lục có trong rau xanh giúp ta thanh lòng cơ thể lại. Và chất độc tại những chất xanh giúp trang làn da tươi sáng. Đen đi đến đâu là gieo rắc nỗi sợ hãi đi đến đó. Và ta sẽ biến các ngươi thành một màu tâm tối. Thành ra đến đây thôi. Chuyện còn lại các con phải tự xử lý lấy. Ta chỉ là một thần gió nhỏ nhoi, không thể giúp các con nhiều được. Nhưng các con nên nhớ, các con là bạn bè thương yêu của nhau, phải biết đoàn kết lại để chống lại bóng tối, hiểu chưa? Tối con hiểu rồi. Bao đó màu trắng. À. Xin lá, chỉ còn có một mình bạn thôi đó. Chúng ta là bạn bè mà, phải đoàn kết với nhau chứ. Có làm cách nào thì các ngươi cũng không thể thắng được ta đâu. Oh!
Không, không thể nào. Các bạn đẹp ơi, đẹp ơi. Chú Toàn thích một cái phong cách dựng mới của chú Hoàng Mèo với cô Đại Ngọc Trâm ở cái vở này, trong đó là sử dụng cảnh trí giống như là những cái nét vẽ của các bạn nhỏ chơi tô màu á, và xử lý màn hình LED rất là đẹp, bởi vì đã có một cái chương trình vẽ riêng để cho cái tiết mục của con, một câu chuyện đó nó nhẹ nhàng về tình bạn, nó bay bổng, nó lãng mạn. Bây giờ thì mình sẽ lắng nghe ý kiến của vị thần xí sọ người đã được xuất hiện rất là lớn ở màn hình chính, một cái màu đỏ. Chú Toàn trừ điểm gì cái phần đó đó, thì ghê quá. Không, không có gì phải trừ điểm cả. Một người mẹ người ta lao động lương thiện chân chính để người ta nuôi gia đình ta. Có thấy một người mẹ ngồi quánh son. Cô thấy rằng là con đã rất là nỗ lực. Công bằng mà nói, tiết mục này là một tiết mục khó. Nó rất là trừu tượng. Nếu mà mình diễn mình không có tin mình là cái màu sắc đó thì làm sao mà khán giả tin đây. Nhưng mà cái cách mà tụi con thể hiện cho mọi người thấy rằng đúng là mỗi bạn là một mảng màu khác nhau. Chỉ có điều cô nghĩ chú Hoàng Mèo với cô Đại Ngọc Trâm thì cũng một chút xíu mạo hiểm khi quyết định lựa chọn một cái chủ đề nó có phần hơi khó hiểu hơn so với những tiết mục khác. Anh thì đây nghĩ có phải này, là làm hơi khó hiểu thiệt. Mình đã đưa ra hình ảnh một người họa sĩ từ ban đầu, mình không sử dụng tiếp cái hình ảnh của họa sĩ đó là một cái sợi dây xuyên suốt cho cái tiết mục này của mình. Đó, mình bỏ lơi đi cái hình ảnh họa sĩ đó cho nên nó hơi phí một tí thôi. Còn vì riêng phần của con bé Quỳnh Mai, cái này chú Nghĩa nhắc nha, tại vì mình lên sân khấu mình diễn mình cần phải tập trung. Có rất là nhiều đoạn con diễn con không có tập trung vào nhân vật của mình và con không có giữ đúng cái tinh thần của nhân vật. Ví dụ khi mà những cái màu đen kia ra làm thì ghê lắm, thì mấy cái bạn xung quanh con á, chú Nghĩa để ý thì mấy bạn gương mặt sợ hãi thế này thế kia, nhưng mà con lại cười đó. Thì cái đó là mình không có tập trung vô cái nhân vật của mình rồi, đúng không? Cho nên lần sau chú ý, chỗ nào sợ hãi là mình phải diễn sợ hãi, chỗ nào ngạc nhiên là mình ngạc nhiên, chỗ nào vui thì mình cười. Phải đúng cái tình cảm của nhân vật thì mới tốt hơn con nha. Em xin cảm ơn góp ý của anh Nghĩa. Thật sự đó là em hơi thiếu sót, vấn đề đó là đúng, chính xác. Với cái thứ hai nữa, không phải con cười đâu, mà là tại vì chú dancer chú quên. Đáng lý là lúc tập thì là chú dancer không có khoác cái áo đen cho màu xanh. Cho màu xanh lá cây đúng không? Phải là cho cái bạn nhỏ nhỏ. Cho bạn áo nhỏ là màu dương, có nghĩa là sáu màu kia đều bị đen hết. Chỉ màu xanh là nguyên một đội dancer là làm cho bé. Cho nên là tự nhiên khi mà cái chú kia chụp lên người con thì giống như con. Ủa sao kỳ vậy? Sao con chứ con? Ủa sao tự nhiên chụp con đâu có bị vậy đâu. Đó là cái lỗi của các cô chú lớn chứ không phải lỗi của con, cho nên đừng có sợ bị trừ điểm. Cô bình tĩnh thì lại nghĩ là chắc tới đó là chú Hoàng với cô Đại Ngọc Trâm là chắc hết phải đen rồi nên là lát hồi là phụ tiền để mai cái bộ đồ cho con bé áo xanh dương. Rồi sẵn đây em cũng xin cảm ơn tất cả các bà mẹ, những cái phục trang đây là các bà mẹ mai rất tuyệt vời, không có thuê không mướn gì hết. Trời đời ơi, tiền quá. Không mà mai cũng mệt lắm á anh. Dạ. Không có tốn nhiều tiền trơn, tội một hỏi nhất tuần rồi, đi. Rồi được rồi, mình cho điểm đi, hiểu rồi. Dạ, rồi và bây giờ là phần cho điểm của cô Ốc Thanh Vân ạ. Đây. 9,5 điểm là điểm số từ giám khảo Ốc Thanh Vân. Và số điểm dành cho cả đội con ạ. 9,5 điểm. Như vậy là giám khảo Đình Toàn cũng cùng quan điểm với giám khảo Ốc Thanh Vân. Và bây giờ sẽ là số điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Xin mời. Số điểm của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay dành cho Quỳnh Mai. 9,4 điểm.